bà con nông dân đang theo dõi là vườn điều 10 năm tuổi, rộng 1,5 ha của gia đình bà Lô Thị Ráy ở thôn 3A, xã Eo, huyện Eka. Bà Ráy cho biết, những năm trước đây gia đình bà đã đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc cho vườn điều lên đến cả triệu đồng. Đến khi điều ra hoa, thấy hoa nhiều nhưng tỷ lệ đậu quả rất thấp, gia đình đã chặt bớt điều để trồng cây khác có hiệu quả hơn. Được sự giới thiệu của Hội Nông dân xã Eo về chế phẩm vườn sinh thái, gia đình bà đã mua sản phẩm này về phun cho vườn điều và cho kết quả rất khả quan. Tôi vườn điều ở đây thì thu hàng mấy năm rồi, nhưng mà cũng không năng suất và không có quả như năm nay. Năm nay thì gia đình tôi thì mua được 5 lọ thuốc này, thì con lại dùng đi là 3 lọ, 2 lọ đi phun lúa, còn có 3 lọ đi phun điều. Thì phun không hết vườn, chỉ còn phun được cái đầu này không. Vừa phun được mấy cây ở đầu này thì bây giờ thì trông thấy quả nó sai và rất đẹp như thế. Sản phẩm vườn sinh thái cũng đã giúp cho nhiều nông dân trồng điều ở xã Eo, huyện Eka thoát khỏi tình trạng mất trắng vụ điều trong điều kiện thời tiết bất lợi như năm nay. Sử dụng vườn sinh thái này thấy hiệu quả tốt hơn mỗi năm. Xong là trái nó trắng đẹp hơn, không sâu bệnh gì. Sản phẩm vườn sinh thái còn đem lại hiệu quả cho nhiều loại cây trồng khác. Ông Nguyễn Trịnh Quy ở thôn 5A xã Eo, huyện Eka cho biết, gia đình ông có 1 hecta lúa nước, vụ nào cũng đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng lúa vẫn bị sâu bệnh và phát triển kém nên năng suất không cao. Qua tìm hiểu thông tin, gia đình ông đã sử dụng sản phẩm sinh học vườn sinh thái cho lúa trong vụ đông xuân năm nay và kết quả cho thấy cây lúa phát triển nhanh, chống hạn cao, sâu bệnh ít, giảm được từ 30 đến 50% lượng phân bón các loại, cho năng suất cao và lúa chín sớm hơn 12 ngày. Tôi dùng cái này thấy là thứ nhất là nó kháng được bệnh và nó đỡ được phân bón, mà chất lượng cái hạt gạo nó cao hơn. Vì mình sát gạo là nó đỡ bị gãy. Đấy. Mà khi lúa nó lên đều, khi mình dặm xong mình bắt đầu mình phun ấy. Và lúc sắp rỗ mình phun và rỗ xong rồi mình phun lần nữa. Thì muốn là bà con cứ phải áp dụng vào thì nó đỡ được phân. Và thực ra bơm cái này nó không độc hại cho người. Sản phẩm vườn sinh thái là một chất bổ dưỡng cao cấp được sản xuất theo công nghệ sinh học tiên tiến với các thành phần chính như đạm hữu cơ, đạm sinh học, các khoáng chất đa lượng và vi lượng, các vitamin thiết yếu, các sinh vật hữu ích và các loại men tiêu hóa. Khi sử dụng sản phẩm đảm bảo chất dinh dưỡng cho các loại cây trồng trong quá trình phát triển, kháng sâu bệnh cao, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Bà con đã chọn được cái sản phẩm hợp với lại bà con, thứ nhất là giảm chi phí đầu vào và tăng đầu ra, hai nữa là với cái sản phẩm này là sản phẩm sạch, không ô nhiễm môi trường mà lại mang lại cái hiệu quả cao hơn và thiết thực hơn đối với bà con nông dân. Việc đưa các sản phẩm sinh học nói chung và sản phẩm vườn sinh thái nói riêng vào sản xuất nông nghiệp đã và đang tác động tích cực vào việc nâng cao năng suất cây trồng để tăng lợi nhuận cho nông dân và đảm bảo chất lượng hàng hóa nông sản theo hướng sạch, an toàn và thân thiện với môi trường sinh thái.